Nằm trong chùm giải thưởng sao khuê 2019 mà Nastech Việt Nam vinh dự nhận được là dịch vụ gia công quy trình kinh doanh PPO. Những thành quả mà bộ phận nghiên cứu sáng tạo của Nastech mang đến cho khách hàng và bản thân doanh nghiệp thông qua việc triển khai thành công các dự án ứng dụng công nghệ mới. Tất cả các sản phẩm phần mềm đều do Nastech làm ra đều được phát triển và kiểm thử ở hai trung tâm công nghệ cao tại Việt Nam với hơn 1.600 nhân viên chính thức trước khi được chuyển tới tận tay khách hàng. Nastech Việt Nam là nơi quy tụ những cốt đời tài năng đến từ nhiều quốc gia với bối cảnh văn hóa đa dạng. Thực hiện dự án cùng với họ, bạn sẽ được tiếp xúc với nhiều cách thức tư duy làm việc khác nhau. Nhân sự ở bộ phận tư vấn về quy trình doanh nghiệp là sự giao thoa giữa chuyên môn cao, quá trình làm việc chuyên nghiệp và những mảng công nghệ tiên tiến nhất. Thông qua đó mà họ có thể thực sự hiểu rõ những ưu tiên về chiến lược, nhu cầu dự án mà họ thực hiện. Với các giải pháp được đánh giá tốt nhất và hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt, khách hàng hoàn toàn đạt được những trải nghiệm và kết quả đặc biệt nhằm tối đa hóa hiệu quả của các quy trình doanh nghiệp.